thị trường bất động sản đất nền ven biển sau khi được quy hoạch trở thành một trong những khu vực trọng điểm du lịch quốc gia từ năm 2018 hàng loạt các doanh nghiệp bất động sản và du lịch nội lẫn ngoại đổ về Long Hải mở ra cơ hội đột phá về kinh tế và du lịch tại khu vực này Long Hải là đô thị duyên hải hội tụ đầy đủ các yếu tố phát triển du lịch như tài nguyên thiên nhiên đa dạng phong phú với biển núi rừng gắn với di tích lịch sử minh đạm di tích lịch sử văn hóa dinh cô dinh chú hòa chùa Ngọc Hải nơi đây còn sở hữu bãi biển đẹp hoang sơ trải dài thoai thoải với dòng nước trong xanh, cùng những con đường ven biển có rừng cây anh đào đẹp nức lòng du khách, giới chuyên môn đánh giá, Long Hải vẫn còn dư địa để phát triển vượt bậc, nhờ đi sau các khu vực du lịch lân cận khác, đồng thời hội tụ nhiều lợi thế cạnh tranh về thiên nhiên, địa lý, chủ trương chính sách phát triển của nhà nước, một trong những yếu tố chủ chốt. Tiên quyết thu hút phát triển du lịch của bà Dị Vũng Tàu nói chung và Long Hải nói riêng, đó chính là hệ thống giao thông kết nối trong tỉnh cũng như các tỉnh thành lân cận và thành phố Hồ Chí Minh thuận lợi. Khảo sát thực tế cho thấy Hiện nay dọc bờ biển Long Hải, có khá nhiều dự án đã và đang mọc lên, thậm chí có dự án quy mô hàng trăm căn con đo theo, biệt thự nghỉ dưỡng. Tại khu vực biển Long Hải cũng có hàng loạt các resort đang hoạt động rất hiệu quả và thu hút lượng khách du lịch rất lớn. Ngoài ra, hiện nay Long Hải cũng đang đón nhận dòng vốn từ các tập đoàn bất động sản lớn đổ về đầu tư xây dựng các dự án nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, với giá lên tới vài chục tỷ đồng trên. Cần. Tuy nhiên, để tìm được các dự án đất nền gần khu vực biển Long Hải có giá trên dưới 1 tỷ đồng là rất hiếm.